cuối cùng cũng đã tới nơi. Nhưng sao cái nghĩa trang ở đây hoang tàn thế này? Chết tiệt thật. Không biết cơ thể người thân của khách hàng lần này còn tồn tại ở đây hay không, hay là bị côn trùng phân rã hết rồi. Thôi, nhanh chóng bắt đầu vào việc nào. Án mà đi bác mới hồng. Hãy tỉnh dậy đi, thân xác đang thối rữa kia. Người thân của người đang chờ người về nha. Vì thế này, sao cái cơ thể vận chuyển lần này lại quái lạ thế kia? Là một người đầu TV à? Liệu mình có nhầm chỗ không nhỉ? Về nhà, về nhà, tôi muốn về nhà. Mình đã đến đúng nơi chỉ định. Và cả cái nghĩa trang này chỉ có một thân xác này mà thôi. Chắc chắn là không nhầm đâu. Nào, người thân của ngươi đã nhờ ta gọi ngươi về. Mau theo ta, chúng ta về nhà thôi. Về nhà, về nhà. Tôi nhớ gia đình, tôi nhớ đồng lõi của tôi. Đi thôi, đi thôi. Mau theo ta, ta sẽ dẫn đường cho ngươi về nhà. Chúng mày nghe rõ đây. Lần này chúng ta sẽ cướp hết tất cả những ai đi ngang qua đây. Người già con nít, đàn ông đàn bà liệu cái gì cướp hết. Chúng ta phải cần có một số tiền thật lớn để thay đổi cuộc đời nghèo khổ của mình. Cố nhận hồi hương, xin tránh đường. Cố nhận hồi hương, xin tránh đường. Nhìn kia tụi bay, hình như có kẻ nào đang đi ngang qua đây. Tiến tới đây giết chết nó, cướp cổ của nó đi. Gì chứ, một lũ cướp cổ giết người à? Mày thì đừng trách ta độc ác. Nào, cướp thi người đầu tiên đi. Hồi tiến lên cho bọn chúng một bài học đi. Giết, giết, giết. Chết tiệt, nó chết em. Là một cái xác sống. Cái xác sống biết di chuyển. Là cướp thi, không ổn rồi. Chạy thôi, chạy thôi. Chết đi, chết đi. Ta sẽ giết hết các ngươi. Đúng là lũ ngu ngốc. Nếu ta dễ bị cướp như vậy thì ta đã không hành nghề này rồi. Nào, chúng ta tiếp tục về nhà thôi. Tiến về phía trước. Về nhà, về nhà. Cuối cùng cũng đã sắp tới nơi rồi. Nhưng không biết người thân của cái xác chết này là ai nhỉ. Nhưng thôi, với số tiền mình đã nhận được rất lớn, mình phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Được rồi, tăng tốc lên nào. Người về quê nhà sớm, ta được nghỉ ngơi sớm. Này, này, có chuyện gì vậy? Đó không phải là hướng chúng ta còn đi. Người đi đâu vậy? Đồng lại của tôi. Cái gì? Những cái xác đang thối rữa nằm ở đây là đồng loại của ngươi à? Đúng rồi ha, toàn là những tên có cái đầu TV. Nhưng ta chỉ nhận được tiền để vận chuyển ngươi về quê nhà mà thôi. Còn họ thì không. Báo thù, báo thù, báo thù. Không được, ngươi đã chết rồi. Sau khi ta đưa ngươi về nhà, ta sẽ thu hồi lại phép thuật của mình. Ngươi sẽ trở lại là cái thân xác bất động. Nào, chúng ta tiếp tục lên đường về nhà thôi. Báo thù, báo thù, báo thù. Thù chết tiệt này. Thôi được rồi, thù lao lần này ta nhận cũng hơi nhiều. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nhưng ta sẽ không xen vào chuyện này đâu. Ta sẽ để ngươi một canh giờ được tự do báo thù chuyện của mình. Nếu không xong, ta sẽ dùng pháp thuật ép ngươi quay trở về quê nhà ngay lập tức. Đây, đây, sao ngươi lại ăn thịt đồng loại của mình chứ? Hả? Chuyện quái quỷ gì vậy? Sao người của ngươi? Không lẽ là của ngươi có khả năng đặc trưng như vậy à? Ăn tỷ đồng loại. Sức mạnh, báo thù, báo thù. Thì ra là như vậy. Thôi được rồi, ta cho phép ngươi đi giải quyết chuyện riêng của mình. Chưa đầy 2 canh giờ nữa, ta sẽ quay lại tìm ngươi. Còn bây giờ, ta sẽ nhanh chóng đi tìm tên khách hàng đã đặt ta di chuyển ngươi về đây. Chia ra, mau chia ra. Lung tung khắp nơi, tiêu diệt những tên TV Man còn sót lại.
trả thù cho đồng loại. Hả? Sao trông thứ này quái dị thế kia? Trông giống như là một kẻ không hồn vậy. Chết tiệt, người con hắn bầm dập và thối rữa hết luôn rồi kìa. Không lẽ hắn đã chết? Nhưng tại sao hắn có thể di chuyển được? Nói nhiều, giết các ngươi. Mẹ kiếp, tiến lên nào các anh em, đừng sợ. Thứ này dường như chỉ là một cái xác biết di động mà thôi. Mau tới, thanh tra sẽ tịch nó đi. Hút lấy tỷ của nó, chúng ta sẽ biến thành những tai tịch to lớn riêu mê mạnh mẽ. Báo thù. Gia đình, bạn bè, đồng loại của ta, các người giết chết họ. Các người nó máu trả bằng máu. Không ổn rồi. Mau cầu cứu chúa tể của chúng ta tới đây tiêu diệt thứ này đi. Nghiền nát đè bẹp dẫm nát chúng mày. Tốt đáng thật, kẻ nào đang dám làm loạn ở lãnh địa mới mà chúng ta vừa chiếm đóng được. Mẹ kiếp, gì thế này? Không thể nào, sao lại xuất hiện một tên tai thành TVM thế này? Khốn kiếp, nhưng sao trông hắn bị gì thế kia? Nhìn hắn giống như đã chết vậy. Thế thì ta sẽ cho ngươi chết thật sự luôn. Báo thù. Tổ tiên của tôi tỉnh rồi. Hay quá. Cảm ơn Pháp Sư. Không có gì đâu, tổ tiên của cậu đã chết rồi, chết thêm lần nữa cũng chẳng thành vấn đề. Thì ra loại của cậu chính là TV Man. Nếu biết trước, ta sẽ không nhận cái cuộc giao dịch vận chuyển này rồi. Được rồi, ta đã giao tổ tiên cho cậu, đến lúc ta phải đi đây. Cảm ơn Pháp Sư. Cuối cùng, tôi cũng tìm được thân xác tổ tiên của tôi bị mất tích mấy trăm năm này. Nhưng đáng tiếc, thành phố của loài TV Man của chúng tôi đã bị kẻ khác chiếm đóng. Giải phóng cho loài TV Man. Cứu lấy thành phố của chúng tôi. Thôi được rồi, ngay cả ngươi và tổ tiên của ngươi đều muốn khao khát cứu lấy thành phố loại TV Man của các ngươi. Lần này ta ngoại lệ thêm lần nữa, khai phá sức mạnh và biến cơ thể của tổ tiên ngươi thành cương thi vạn năm. Cút khỏi thế giới TV Man của ta. Mẹ kiếp, sao lại xuất hiện thêm một tên tai thành TV Man gì nữa đây? Lần này còn trông kinh tởm hơn nữa. Chết tiệt, rốt cuộc các ngươi xuất hiện từ đâu vậy? Coi chết, nghĩa trang thay ma. Bọn ta sống lại để đòi mạng các ngươi. Chết tiệt, tiến lên nào anh em. Chúng ta liều mạng đánh đuổi thứ cơm kiếp này ra khỏi lãnh thổ mới của chúng ta. Dừng lại cho ta. Thứ cơm kiếp này, Ngươi Không, đám thuộc hạ riêu mến của ta. Ta sẽ nghiền nát ngươi thành trăm mảnh, cũng giống như cách mà ta giết chết chúa tể của các ngươi. Tình bận thì ngươi là chủ mưu tàn sát chiếm lấy thế giới TV Man của ta. Đến lúc rồi, nợ máu trả bằng máu. Ta sẽ kéo ngươi xuống địa ngục cùng chết chung với ta. Cái gì? Ngươi đã chết rồi à? Sao ngươi có thể cử động và tấn công ta được? Không, ta không muốn chết đâu. Ta vẫn còn muốn làm bá chủ cả thế gian này nữa.